một món ăn được sinh ra từ nghèo khó, không quá xa lạ với người dân Nghệ An. Là thức ăn dân dã mang hương vị quê hương, được nhiều người lựa chọn trong các bữa ăn gia đình hoặc trong các bữa đại tiệc. Là món ăn ai đã thưởng thức một lần rồi cũng nhớ mãi. Đó chính là món nhút thanh chương, món ăn dân dã, nay đã trở thành điểm nhấn về đặc sản xứ Nghệ. Ở Nghệ An có nhiều nơi làm nhút, nhưng món nhút được làm trên đất Thanh Chương do chính người Thanh Chương chế biến vẫn là món nhút ngon chuẩn vị. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách làm nhút của người Thanh Chương nhé! Mời bạn về với Thanh Chương và cùng thưởng thức bữa cơm dân dã cùng món nhút để thêm yêu, thêm nhớ mảnh đất này.